nhằm động viên tinh thần con em xã đang ở tâm dịch thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương đang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, cùng với lời kêu gọi thực hiện ai ở đâu ở đó và không nên trở về địa phương trong lúc này để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, không để dịch bùng phát lây lan. Những ngày này, cứ đều đặn sáng và chiều, Mặt trận Tổ quốc xã Tam Văn cùng ban thôn bản đến tận hộ gia đình có con em đang lao động sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương để chia sẻ, gọi điện thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của mỗi lao động để họ yên tâm thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo chống dịch của chính quyền sở tại. Theo giả soát, xã Tam Văn hiện có 43 lao động ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và một số tỉnh thành phía Nam. Bản Cam là một trong những thôn bản có đông con em đang lao động tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương với số lao động là 20, cùng với cán bộ xã, ban thôn bản đến động viên gia đình bà Lương Thị Lập, hiện ở nhà có hai bà cháu, con trai, con dâu và chồng bà đều ở Dĩ An, Bình Dương. Hiện các con của bà cùng chồng đang thực hiện giãn cách xã hội, chỉ ở trong phòng trọ. Mọi sinh hoạt đều có chính quyền lo ăn uống hàng ngày. Qua trao đổi gọi điện trên sóng Zalo, bà Lập đã rất vui mừng khi được trực tiếp nói chuyện với các con và cháu. Thấy các con đang khỏe mạnh, bà rất vui mừng. Không ngừng động viên các con yên tâm chống dịch, tuân thủ các quy định của các cấp chính quyền. Ngoài này, xã và thôn bản cũng thường xuyên đến động viên xin địa chỉ các con để hỗ trợ. Nhà mà nữ, ngoài đủ mân bộ khuê cho xếp mà có nhà mà cố gắng nữ, ổn lĩnh nữ, cái gì chứ quyền. Ừ, cái gì lơ. Sĩ quân lên hơn là hơn. Phải cố gắng nó liều. Ôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe, nhà tiếp tiếp xúc nhiều người, cứ giúp quốc phòng mi lo lâu hơn nữ. Mi lâu phạc lâu nhá thôi, mi lơ có. Lô lốt bây. Chưa khó kinh hài ông hàng hồ giống. Còn tại bản U, gia đình ông Hà Văn Thiên, bà Hà Thị Trốn năm nay đã ngoài 80 tuổi, có con trai Hà Văn Hoành, con dâu là Hà Thị Ba và hai đứa cháu nội cũng đang ở Dĩ An, Bình Dương. Này nhờ cán bộ xã đến nhà động viên và gọi điện Zalo để ông bà được gặp mặt hỏi thăm con cháu. Bà rất xúc động, mong muốn các con yên tâm chống dịch, không lo lắng và hãy yên tâm thực hiện tốt trách nhiệm của mình, ai ở đâu ở đó. Không nên về quê ngay lúc này, ở nhà đại gia đình đều đang rất khỏe mạnh. Nhìn trên đi bỏ lâu hải ngũ, nhìn ta mà ở có mà hổ viên lắm thì thủ trường, hổ cờ, lâu lắm, bay kết kinh cây. Ông du đại diện hứa xa này vận động hứa anh em du mắc kẹt tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương. Có nắm đây qua ban liên lạc là mừng giấy xác đi du F0 không bỏ khu cách ly bỏ. Ở trên trên này sẽ trên này cố gắng vận động lũ mưa rồi anh em công hội là thực hiện tốt sắp ăn các cái chủ trương bày cách ly nữa. Những câu chuyện qua điện thoại không bao giờ hết và những lời thăm hỏi sức khỏe tràn đầy tình cảm của từng gia đình cùng với những lời động viên về tình hình sức khỏe của mỗi cán bộ xã, thôn bản đã phần nào tiếp sức cho chính bản thân mỗi người con xa quê vượt qua khó khăn trong lúc dịch bệnh. Đối với bên công tác mặt trận với ban thôn, những đến tận hộ gia đình rồi làm công tác động viên tinh thần với các hộ gia đình mà có trường hợp con em ở trong đó, cái thứ nhất là phải an tâm thực hiện tốt cái phòng chống dịch về cái Bộ Y tế đã quy định về trường hợp 5K
với lại ba không với con cháu ở trong đó, với lại yên tâm nếu như trong cái thời gian dịch bệnh cao thế này là không được về nhà, ai ở chỗ nào ở yên chỗ đó theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đề ra, phải thực hiện tốt các chương trình biện pháp về cái quy định về phòng chống dịch. Với tấm lòng sẻ chia trong lúc khó khăn, mới thấu được tinh thần tương thân tương ái của dân tộc ta. Giờ đây mỗi gia đình, mỗi làng bản của xã Tam Văn không những đang tích cực động viên những người ở nhà, ngày ngày mong chờ tin con cháu, mà còn thể hiện trách nhiệm vì con em xa quê với mong muốn tất cả đều vượt qua khó khăn, cùng nhau quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.